Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Tin nóng si ngày hôm nay là tin vui hot tưng bừng Nhiệt ba thêm danh phận, phốt phim, dương tử yêu nghệ hưng Từ khôn đáng yêu Hàng loạt tin vui tạo nên bầu không khí nhộn nhịp của si vào ngày hôm nay Dương tử kết hợp cùng phim điện ảnh săn độc ra mắt bộ ảnh mới vừa độc đáo vừa cá tính trên tạp chí Neomo. Hôm nay, thương hiệu kính mắt Motion công bố địch lệ nhiệt ba trở thành gương mặt đại diện thương hiệu. Đây là thương hiệu thứ hai địch lệ nhiệt ba đại diện từ khi bước vào năm 2022. Trước đó, Rose Only đã thông báo địch lệ nhiệt ba trở thành người đại diện của thương hiệu. Ngày 9 tháng 1, công ty giải trí Yuhua, quản lý của Vương Di Nhân, Quang Ren, Evergrow, thông báo thành viên Vương Di Nhân sẽ quay lại Trung Quốc vì lý do học tập. Ngoài ra, công ty còn thông báo, thời gian tới cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Dự tính giữa tháng 1 đến cuối tháng 2, Vương Di Nhân sẽ hoàn thành các thủ tục để về nước. Everglow sẽ tiếp tục hoạt động tại Hàn Quốc với năm thành viên còn lại. Cách đây không lâu, Vương Di Nhân từng được netizen Trung Quốc khen ngợi khi không quỳ chào theo kiểu Hàn Quốc tại fan fansai của nhóm mà chúc Tết theo kiểu truyền thống của nước mình. Theo thông tin trên Weibo, gần đây ekip phim Hảo Y Hành sẽ tiến hành chỉnh sửa và biên tập lại. Từ xong Nam Chủ sẽ chuyển hướng thành Đại Nữ Chủ. Phía đoàn phim đang rất nỗ lực phối hợp với nền tảng để phim sớm được qua kiểm duyệt. Cốt tình y hôm nay dự sự kiện với tạo hình công chúa. Kính Song thành tung poster mới, phim sẽ lên sóng từ 20 giờ ngày 16 tháng 1 trên Tencent Video và Youku. Bộ ảnh mới của Triều Lê Dĩnh rất xinh đẹp được tung ra hôm nay. Tin vui, phim Kính Song Thành sẽ lên sóng từ ngày 16 tháng 1, phim Lưu Quang Chi Thành sẽ lên sóng từ ngày 20 tháng 1, chiều Lộ Tư hóa nữ sinh trong bộ ảnh của nhãn hàng Ginny Winnie. Dương Bịch có bìa Mary Claire số tháng 2, Dưa, yeah, phim Bầu Trời phía Bắc, nam nữ chính là Dương Tử và Trương Nghệ Hưng, cả hai sẽ yêu nhau. Sau khi đăng đàn yêu cầu thời đại phong tuấn, công khai xin lỗi và bồi thường vì ăn cắp tác phẩm của mình nhưng không nhận được hồi âm, Nhiếp ảnh gia Kevin Lý đã chính thức kiện công ty này ra tòa. Trong đêm hội khóa niên của đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh, vận động viên của môn lặn Trương Gia Kỳ đã có cơ hội gặp gỡ idol của mình là Thái Tử Khôn và chụp một bức ảnh chung, sự tương tác quá đội đáng yêu của hai người trong đoạn video khiến netizen phải bật cười. Blogger đăng tải lại bộ ảnh cưỡi ngựa huyền thoại của Lưu Diệc Phi cùng với lời bình luận mỗi lần xem đều phải dừng lại cảm thán. Blogger đào lại video fan của Trần Học Đông khi đang đi gặp idol thì bị mẹ đến tận trường quay bắt về. Fan nữ này nhất quyết không về còn khóc lóc ở trường quay, gây ảnh hưởng đến việc ghi hình. Cuối cùng Trần Học Đông ở trên sân khấu đành phải khuyên fan bây giờ nên đi về cùng mẹ. Còn nói sẽ cùng fan chụp một bức ảnh chung, sau đó còn đưa bức ảnh này cho mẹ của fan dự. Khi nào thành tích học tập của fan tốt thì bức ảnh này sẽ được trao như một món quà. Tại lễ trao giải giải, giải thưởng phim điện ảnh, tuần phim Thanh niên Hoa Ngự lần thứ 16, dịch dương thiên tỷ với vai diện trong phim tặng bạn một đóa hoa hồng nhỏ được sướng tên trong danh mục giải thưởng nam diễn viên tiềm năng mới của năm. Phim cắt tinh cao chiếu đóng máy. Hôm nay là sinh nhật của Trương Tiểu Phỉ. Giấc mơ 14 năm thành sự thật. Năm 2022 là một khởi đầu tốt đẹp. Đồng thời hôm nay Trương Tiểu Phỉ cũng đăng tải MV bài hát Sóng ngầm do chính cô thể hiện. Người đại ngôn của chương trình Xuân Vạn Bắc Kinh năm nay là Angela Baby đã cùng các nghệ sĩ khác tham gia ghi hình trong chương trình. Khu vườn ngủ say cung tuấn kiều hân phá một tỷ lượt xem. Nhạn hàng mộng khiết đăng poster của tiêu chiến với sắc đỏ rực rỡ nhân dịp năm mới. Vừa nhất bác cập nhật ảnh, mới đây phòng làm việc của nhóm By Tu đăng bài chắc lý tịnh lôi mong cô hãy liên lạc với cảnh sát để phối hợp điều tra hình sự vụ việc cô bịa đặt bôi nhọ Yumi của nhóm. Blogger cho biết quá trình quay phim của dạ man sinh trưởng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phải tạm dừng. May mắn là sau một tuần gián đoạn, đoàn phim đã khởi động trở lại. Tối nay còn lít đoạn video cho thấy trở lệ diện trên phim trường. Trước đó do dịch bệnh phức tạp nên các trạm xét nghiệm lưu động được dựng lên và đoàn phim đã hỗ trợ thiết bị nhân viên cho trạm xét nghiệm. Netizen Trung Quốc phát hiện bối cảnh dùng trong phim cổ trang Hàn cổ tay áo màu đỏ do đài MPC sản xuất đã copy một số cảnh cổ của Trung Quốc ở Phúc Kiến. Khi nam nữ chín làm thơ tọa tình, cũng dùng kinh thi của khổng tử bắt bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo